Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Dạ vâng, xin hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Sống Vui, Sống Khỏe của công ty Princess Lifestyle. Ban nãy thì chị Thụy Lan đang kể chuyện rất là hấp dẫn, nhưng mà chúng ta tạm ngừng. Bây giờ trở về câu chuyện, thưa chị Thụy Lan. Tức là chị bảo rằng là khi mà mình để cái thuốc nó vô, và rồi sáng thức dậy, cái cảm giác của các em của chị là có người thấy hơi nóng nóng, hơi rát rát. Nhưng mà bảo đừng quan tâm, cho đến khi sáng hôm sau chị lấy nước ấm. À, cái bình đó chị dơ lên đi và mình cho nước ấm vào, và lúc đó thì mình sẽ bơm vào chỗ cửa mình của mình. Thì điều gì xảy ra vậy chị, mà chị cảm thấy là một ngày nắng đẹp là sao? Cái đó em thấy hấp dẫn lắm luôn á. Tức là sau khi mà mình rửa sạch rồi đó, dạ, thì mình cảm thấy bên trong mình feel rất là sạch sẽ. À, mình cảm một cảm giác nó làm như nó chân tu thoải mái lắm, rất là kỳ lạ. Thì hôm nay Thùy Lan phải chia sẻ và nói hết bí mật của Thùy Lan cho mọi người nghe. Có nghĩa là khi sau khi mình rửa đó, mình phải ngồi vào cái bồn cầu. Dạ. Thì khi mà mình dùng cái này để mình rửa đó. Vâng. Thì sau khi quý vị rửa xong, khoan xả nước. Dạ. Mình nhìn vào bồn cầu sẽ thấy cái màu vàng vàng. À, là có thể là màu thuốc. Dạ. Chớ ngại. Và trong đó có những cái... cái vải mà nó hơi cái màu đen đen nâu nâu gì đó. Đó là những cái chất dơ của mình nó đi ra. Nhiều hay ít là tùy ở mỗi người phụ nữ, ở cơ thể mỗi người phụ nữ nha. Wow. Do đó hả, của Thị Lan thì cảm thấy nó không có đến nỗi gì là lắm. Yeah. Nhìn nó rất là bình thường. Dạ. Yeah. Yeah. Thì Lan cũng có cảm thấy nó hơi nóng nóng khi mà viên thuốc đi vào. Yeah. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau lần. Dạ vâng. Dạ. Thì sau đó quý vị muốn lưu lại thì cứ chụp hình rồi xong là mình xài tiếp rồi mình thử, càng lúc nó sẽ thấy nước nó trong lần ra. Thưa chị, chị nói là 3 viên. Rồi thì vậy thì chị đến lúc nào thì chị lại dùng tiếp? Dạ. Yeah. 6 tháng sau. Mà tùy cơ thể mỗi người. Yeah. Nếu mình cảm thấy mình muốn xài, mình có thể xài xong một vài tháng. Dạ, coi như từ lúc mình xài cho đến 1 năm, thường thường 6 tháng thì Thùy Lan xài một lần. Dạ vâng. Yeah, 3 viên. Vậy là 3 viên, lần đầu tiên là chị bỏ vào 1 viên. Dạ đúng. Xong rồi bao lâu sau thì chị bỏ vào viên thứ hai? 2 ngày sau. 2 ngày sau. Rồi sau đó thì một vài tháng sau chị dùng nốt viên thứ ba. Không. No. Không. 3 viên trong vòng 1 tuần. Oh. 1 tuần có 7 ngày. Dạ vâng. Cứ 2 ngày mình 1 viên, 2 ngày 1 viên, 2 ngày 1 viên. Dạ. Vâng thưa quý vị. Là một cái chu kỳ đó. Một cái chu kỳ trong 3 viên đó chúng ta có thể sử dụng cứ 2 ngày, cách ngày thì chúng ta làm. Đúng. Và đủ tròn 3 viên. Đúng. Cảm ơn chị Thụy Lan. Bây giờ trước khi mà mình nói chuyện tiếp với chị Thụy Lan, chị phải hỏi Lưu Mỹ Linh. Cái thành phần trong vanillin gồm có cái gì? Và chị biết rằng có một số các quý vị đang thắc mắc là bởi vì cái gì mà mình bỏ vô rồi mà không lấy ra được. Vậy thì có được FDA chấp thuận không em? Dạ được, FDA đã được cầu chứng FDA và được xác nhận là GMP luôn rồi. Ờ, vâng. Tức là nói tóm lại là được cơ quan thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ chấp thuận cái loại thuốc này. Và như chị nói là những cái thành phần ở trong này nó rất là đặc biệt, bởi vì nó là một cái công thức đặc biệt gồm có dược thảo, và nó giúp cho cái bộ phận của người phụ nữ, tức là nó tái tạo lại những cái tế bào của mình. Như chị Thụy Lan, trường hợp chị Thụy Lan thì chỉ cần xài một hộp thôi. Nhưng có những quý vị mà bị những cái biếu ở bên trong đó thì cần phải xài có thể là đến 2 hộp hoặc là 3 hộp tùy theo, tại vì có những cái biếu khi nó lớn rồi nó mọc cái rễ, nó bám xuyên qua cái thành nội mạc của mình. Cho nên là mình sử dụng nó có thể là một cái thời gian dài hơn, có thể là như chị Thụy Lan là 1 tuần, nhưng mà người khác có thể là 2 tuần, để mà nó kéo cái biếu đó ra. Thành ra đôi khi có những người khi mà mình làm vệ sinh đó, mình sẽ thấy nó có những cái đỏ đỏ nó nhỏ nhỏ ở trong đó. Đó là những cái cục biếu nó bắt đầu nó phát sinh. Thì có một số người hỏi bác sĩ là tôi có một cái biếu đó, cái gọi là cái u sơ nó lớn rồi. Nó tới 2 cm thì tôi có làm được hay không? Bác sĩ nói là nếu mà lên trên 2 cm thì nên đi bác sĩ chuyên khoa và theo dõi. Nhưng mà cái người phụ nữ đó vẫn cứ tiếp tục xài. Tức là họ nói là họ phải làm sao để họ lột tẩy cái biếu nó ra cho bằng được. Thành ra là phải nói rằng đây là một cái loại sản phẩm, thưa quý vị,
một cái sản phẩm mà quý vị sẽ không tìm thấy được ở trên thị trường nếu như không phải là của công ty Princess Lifestyle. Nó rất là đặc biệt thưa quý vị, và nó có công hiệu thật sự để giúp cho sức khỏe của người phụ nữ. Thì bây giờ trả lời câu hỏi của chị là thành phần nào và trong trường hợp nào mình nên dùng? Tất cả phụ nữ đều nên dùng hết. Từ khi nào bắt đầu phụ nữ có kinh nguyệt, khoảng 12 tuổi trở lên phải không ạ, thì bắt đầu sử dụng. Bởi vì mình làm vệ sinh sạch sẽ trong cơ thể của mình thì mình sẽ không có sợ là sau này mình bị bệnh gì hết. Và đặc biệt trong những cái trường hợp như là người phụ nữ hay bị yeast infection, hay là bị những cái mùi lạ trong cơ thể, bị huyết trắng hoài, nó làm cho mình ẩm ướt, khó chịu và ngứa ngáy. Và cái mùi nó không có được làm cho người phụ nữ tự tin, thì rất là cần thiết để sử dụng. Tuy nhiên đi xa hơn nữa, đó là trong những cái trường hợp mà bị nhiễm trùng đường tiểu, nhiễm trùng tử cung, và rồi bị bíu, bị rong kinh, bị huyết trắng, bị những cái bệnh liên quan đến phụ khoa, ngoại trừ bệnh ung thư cổ tử cung thôi, thì mình phải đi, chị biết là mình phải làm cái gì rồi. Nhưng mà trong những trường hợp tất cả những cái bệnh liên quan đến phụ khoa thì người phụ nữ có thể dùng được, tức là tất cả phụ nữ đều phải dùng. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp người ta hỏi là tôi khỏe mạnh, tôi không bị gì hết, tôi có cần dùng không, chắc chắn là phải dùng, bởi vì mình có gia đình. Hoặc là mình có bạn trai, hoặc là ngay cả khi mình không có gia đình, không có bạn trai, nhưng mà mỗi tháng khi kinh nguyệt nó đến á, thì nó cũng sẽ có những cái huyết nó chảy ra, nó tích tụ ở trong cái thành đó, và với thời gian nó đóng lại thì nó cũng gây ra những cái vi trùng vi khuẩn. Dạ vâng. Dạ. Vâng thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Sống Vui Sống Khỏe với công ty Princess Lifestyle, và ngày hôm nay thì chúng tôi đang giới thiệu đến quý vị về một sản phẩm rất độc đáo của công ty, đó là Vanaline. Như Thư Anh đã thưa với quý vị từ lúc đầu tiên, là sản phẩm đã được dùng ở các nước trên thế giới, như là ngay tại Hoa Kỳ, ở Canada, và bây giờ đã đưa sang Úc Châu, rồi đặc biệt là ở các nước châu Á. Và bởi vì phụ nữ thì hay mắc cờ lắm, cho nên là ngại đi bác sĩ. Và đây cũng là một trong những cái cách để mà chúng ta gìn giữ cái chỗ quý nhất của người phụ nữ, nơi mà chúng ta có thể làm trọn vẹn thiên chức của một người mẹ. Thưa quý vị, trở lại với vị khách mời ngày hôm nay là chị Thụy Lan. Chị Thụy Lan rất là dễ thương ở chỗ là gì? Chị làm cho chính chị, mà chị còn giới thiệu cho các em gái của chị nữa. Vậy thì cái cảm giác của các em của chị sau khi dùng thì có vui giống như chị là thấy một cái bầu trời đầy nắng đẹp như ở miền Nam Cali mình không? Dạ, kính thưa quý vị, để trả lời câu hỏi của Thúy Anh, thì tại vì trước khi Lan giới thiệu cho tất cả các bạn bè của chị Lan xài Vanaline này, Lan phải đưa cho những đứa em gái của mình xài trước để hỏi ý kiến như thế nào. Dạ. Để mình có thể truyền bá lại những cái kinh nghiệm về cái sử dụng thuốc này cho mọi người để cùng share. Dạ. Thì qua những kết quả của những đứa em Lan xài thì hầu như giống nhau. Dạ. Ở chỗ là nó đều cảm thấy rất là thoải mái sau khi xài cái viên đầu tiên trong ba viên này. Và sau đó nó không còn cảm giác sợ nữa. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà Lan đưa cái hộp thuốc này thì một trong mấy đứa em của Lan hỏi, thuốc này để uống hả? Dạ, nó cầm viên nó muốn uống. Nó nói không, cái này là để rửa. Bỏ, và để rửa phía dưới thôi. Vâng. Đó. Vâng. Thì quý vị an tâm, những gì Thùy Lan nói hôm nay qua bạn bè và các đứa em gái của trong gia đình của Thùy Lan thì ai cũng đều khen là sau khi xài 1-2 viên họ cảm thấy rất là sạch sẽ và thoải mái. Dạ. Nhớ đừng sợ khi lúc đầu xài thì cái cơ thể mình nó chưa quen. Dạ, với thuốc dạ, nào vâng. Là dược thảo mà, chứ nhớ nó không có hại. Cảm ơn chị Thụy Lan rất nhiều. Với cho phép em bổ túc một cái điều nó vô cùng là quan trọng mà mình không thể thiếu được, tức là trong trường hợp phụ nữ mà sinh nở nhiều đó, cái cơ vòng nó bị trùng xuống, thành ra đôi khi nó làm cho chúng ta bị tiểu són, ví dụ như mình cười hay là mình hắt xì hơi mình bị tiểu són, thì sử dụng cái này á, nó rút cái cơ vòng lại, nó thu nhỏ bộ phận. Wow. Thu nhỏ bộ phận, nó rút cơ vòng, nó làm cho mình không bị tiểu són khi mà mình hắt xì hơi hay là mình cười. Dạ. Vâng thưa quý vị, tác dụng của Vanaline rất nhiều và rất tuyệt vời và đã được FDA cầu chứng. Vậy thì nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về sản phẩm này thì thưa anh mời quý vị vào thăm trang nhà
www.princesslife.com và quý vị có thể gọi số điện thoại ngay trên màn hình là 800-990-8319, 800-990-8319 và trang nhà là princesslife.com. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị ngày hôm nay và đặc biệt là cảm ơn đến chị Thủy Lan là người đã chia sẻ chính cái kinh nghiệm của chị khi sử dụng Vanillin. Và em cảm không... ơn phần giải thích của em. Dạ, cảm ơn chị. Em rất là hân hạnh bởi vì chị Thủy Lan là một nhà văn. Nhà văn. Yeah, một nhà chị văn. Viết văn. Dạ. Chị rất hân hạnh được biết chị. Yeah, dạ. Chị hát hay nữa. Vậy thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và mong rằng là các phụ nữ chúng ta sẽ tìm đến với Vanillin. Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị luôn luôn sống vui, sống khỏe và sống trường thọ với những sản phẩm rất là độc đáo của công ty dược thảo Princess Lifestyle. Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle.